Khi mà mình chưa chơi cái tựa game Garena Cái Thế Tranh Hùng này thì thực sự là mình đã có một cái ấn tượng rất là tốt về nó rồi anh em nhá. Anh em biết ở đâu không? Thì đó chính là ở đây này anh em này, ở cái phần thông báo tin tức mở server này anh em nhá. Nói chung mình là một người rất là hay để ý, thì những cái tựa game nào mà cần phải mở server giống như cái tựa game này ấy, thì thông thường nó sẽ có hai thể loại. Một, đó chính là meo có cái thông báo gì gọi là mở server ngày bao nhiêu luôn, anh em vào thấy server nó mới thì chơi thôi, đúng không? Còn cái loại thứ hai đó chính là nó đăng luôn một phát lịch mở server là 12 giờ trưa hàng ngày này, hay là mấy giờ hàng ngày này. Đấy là những cái mở server kiểu đặt KPI, ngày nào nó cũng mở ra, nó chả cần quan tâm xem là số lượng người chơi ở trong cái server trước nó có đông hay ít. Đấy, nó cứ quan tâm là mở server để đạt được KPI thôi. Tuy nhiên cái tựa game này ấy, thì nó lại ghi là hôm nay dự kiến sẽ mở từ server 52 trở đi. Tức là nó sẽ căn cứ vào số lượng người chơi. Nếu như mà lượng người chơi nhiều ấy, thì nó sẽ có thể là mở 1-2 server, hoặc là có thể không mở server gì đó. Đấy, hay phết anh em ạ. Được, không, nhưng mà phải nói chung là uy tín đấy anh em ạ. Rồi ok luôn. Hiện tại thì mình chơi trên điện thoại thì rất là mượt. Tuy nhiên là mình chơi trên giả lập thì có thể là con máy của mình nó hơi yếu, thế cho nên là cảm giác nó không được mượt cho lắm anh em nhé. Nó vẫn có một chút gì đó giật giật. Thì mình sẽ vào trong cái phần cài đặt này, mình cài đặt lại cấu hình một chút để xem là giảm cấu hình xuống thì nó sẽ ổn áp hơn không anh em nhé. Đấy, mình sẽ để cấu hình chuẩn thôi. Ok, đấy tạm thời như vậy thì có thể là sẽ ổn áp hơn anh em nhé. Mình thấy ở đây là vượt ải được khá là nhiều cái hộp phù có thể chiêu mộ tướng này. Thì mình cũng vượt xong cái ải chương 2 rồi, mình sẽ cố gắng là đi nốt để có thể là nhận thêm được 10 cái hộ phù. À, mình cũng đã nạp vào đây 20.000 để trải nghiệm rồi anh em nhá. Mình mở được cái tướng mệnh tướng này, tăng nhiều lực chiến ghê anh em ạ. Ui, tướng SR nó vẫn cứ là tăng nhiều nhất anh em nhá. Dã man con ngàn luôn. Ok, rồi, chạm để tiếp tục này. Ở đây, tướng SR thì tăng cũng khá khá, khoảng 367. Tuy nhiên là tướng SR tăng thấy tận 1.000 điểm liền anh em ạ. Gắt phết nhỉ. Rồi, ok, mình sẽ mở dương luôn này. 50 vàng. Rồi luôn, tiếp tục là 50 vàng. Ngon lành cành đào nha anh em. Quay trở về nào. Ok, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái chương 2 rồi và nhận thêm được 10 cái hổ phù. Thì bây giờ mình sẽ quay lại và mình sẽ vào trong phần quay tướng anh em ạ. À, đây này anh em thấy, khi mà chúng ta chơi tựa game này, mình thấy có rất là nhiều những câu thoại. Đây là những cái câu thoại về lịch sử luôn đấy anh em nhé. Thì mình chỉ tiếc là không phải lịch sử Việt Nam thôi. Mình là một người cực kỳ là yêu nước. Thế cho nên mình hy vọng một ngày nào đó thì lịch sử Việt Nam sẽ làm được những cái con game kiểu như thế này để chúng ta có thể vừa chơi vừa học luôn anh em ạ. Nếu như mà lịch sử Việt Nam thì mình hứa là những cái đoạn thoại như thế mình sẽ không ấn bỏ qua nữa anh em nhé. Ok luôn, nhận dương 100 kim nguyên bảo này. Tuyệt vời mặt trời này. Ok, úp, có lì xì này. Ý sời ơi, có lì xì mà lại không nhận được kìa anh em ơi, buồn thế. Mình thì mình đang chơi phe thục rồi, bởi vì mình nạp đầu lấy Triệu Vân mà. Thì để mình xem là nếu như ra tướng thục thì ngon này. Thế thì mình sẽ chọn luôn Trương Tinh Thái nhé, mình quay 10 lần đây luôn này. Ok, hy vọng rằng là sẽ ra Trương Tinh Thái luôn. Nếu không thì mình sẽ reroll quay lại anh em nhá. Ra gì đây? Bỏ qua phát xem nào. Ok, cái gì đấy? Đây là gì tướng nào? Điển Vi à? Phải Điển Vi không? À, Vu Cấm anh em ạ. Oh man. À, không phải. Ui dồi, ra lần lượt từng tướng như thế này luôn á. Ảo thế. Rồi luôn, Trình Dục các kiểu, Tuân Du. Tuân Du này, Trương Chiêu. Ui dồi, tưởng Trương Liêu cơ. Lại Vu Cấm. Nhiều thế. Lại Trình Dục. Ôi dồi, danh tướng xuất hiện này. Cái gì đây? Ui dồi ôi, cái gì đây? Gì đây? Gì đây? Thái Sử Từ à? Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à. Càng đét anh em ơi. Đây chính là Thái Sử Từ anh em nhá. Trương Chiêu này. Ừ, ra nhiều thế. Từ nãy giờ ra bao nhiêu con rồi nhỉ? Mình sẽ thử lại anh em nhá. Thử lại một lần nữa. Bao giờ ra Trương Tinh Thái thôi anh em ạ. Lần này hy vọng rằng là sẽ ra Trương Tinh Thái này. Ok, tiếp tục là Trình Dục này. Danh tướng xuất hiện này. Là gì đây? Ôi dồi ôi, Điển Vi. Điển Vi thì lại phải quay lại lần nữa rồi anh em ơi. Ok, lần thử lại thứ 3 anh em nhá. Danh tướng đâu? Danh tướng đâu? Ok à? Sao chưa thấy đâu nhỉ? Ôi cái gì đấy? Hoa hùng trông ngầu thế. Vãi nồi, lần này còn không có danh tướng nào luôn kìa. Ảo mang Canada thực sự anh em ơi. Bỏ qua thêm lần nữa nào. Lần này thì nó đã ra được Trương Tinh Thái rồi. Tuy nhiên là xung quanh thì toàn tướng R thôi. Mình muốn là chiêu mộ được ít nhất là Trương Tinh Thái và có thêm nhiều vị tướng SR thì càng tốt anh em nhé. Cho nên là mình sẽ thử lại đến khi nào mà ra đến lần ưng ý thôi anh em ạ. Cơ bản là bởi vì mình cũng đang rảnh mà. Còn nếu như anh em là không rảnh thì cứ ra vị tướng mình cần thì thôi luôn nhá, không cần phải chờ đợi nhiều đâu. Cuối cùng thì mình cũng đã chiêu mộ ra được một lần ưng ý, bao gồm có Trương Tinh Thái này, Quan Bình và thêm một vị tướng thục nữa một sao. Tuy nhiên là thôi, thế này là cũng ổn rồi anh em ạ.
thêm hai vị tướng thục nữa là ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Xác nhận nhá, lấy luôn này. Rồi lực chiến cộng lên 4200, cũng khá là ổn áp anh em ạ. Trương Tinh Thái là vị tướng tanker à anh em, bây giờ mình mới biết nha. Rồi luôn, ok. Ô, kích được duyên luôn này, có Mã Văn Lộc với cả Trương Tinh Thái là kích được duyên với nhau luôn anh em ơi. Tuyệt vời rồi. Mình thấy ở đây là có một cái hay, đó chính là khi mà mình nâng cấp các cái slot rồi thì vứt tướng và phát là nó tự động nâng cấp đồ đạc các thứ cho cái vị tướng này luôn. Mình không cần phải trùng sinh rồi lại nâng cấp lại nhiều anh em nhé. Hay phết anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ tăng luôn lên level 10 này. Ok, tiếp tục vào level 10 nhá. Chơi trên PC thì mình cảm thấy là hơi lag. Ơ, cấp độ 10 mình nhận được luôn một vị tướng gì ta? Ô, nhận được luôn Trương Liêu á? Ảo thế? À không phải. Mua gói quà tăng cấp mới có thể nhận được. Đây là giống như kiểu là cái sổ sứ mệnh trong Liên Quân anh em ạ. Những cái phần thưởng cơ bản này, còn đặc biệt thì có thể nhận được tướng này. 392 KP, căng thẳng phết nhỉ. Ok, mình thì mình sẽ chỉ trải nghiệm kiểu là cày chay thôi, nạp đầu 20k thôi anh em nhá. Mình sẽ nhận hết luôn ạ. Wow, lên level được nhiều kim nguyên bảo thế. Wow, kinh thật cái chiến lệnh này. Được nhiều kim nguyên bảo vàng vãi trưởng anh em ạ. À, mua thể lực. Mua thể lực thì mình sẽ mua mắc luôn. Có cái gì đâu. Wow, nhiều thể lực thế nhỉ. Rồi, mình để từ từ đó nhá. Để xem là cần dùng thì mình sẽ mua sau anh em ơi. Rồi, để xem nào. Nâng cấp trang bị nhiệm phụ này. Nhận được đã nâng cấp luôn. Cài đặt có cái gì hot nào. À, mình lên level 10 thì mình sẽ có thể sử dụng được cái skin anh em ạ. Skin của Triệu Vân. Đây này. Thay đổi luôn anh em nhé. Wow. Trông ngầu hơn hẳn anh em ạ. Vãi nổi thật. Được nhà anh em nhé. Ok là đấy. Ok, để mình xem ở đây nó có một cái hiệu ứng xem gì ta. Ui. Vãi cả nồi anh em ơi. Đỉnh thực sự luôn anh em ạ. Vãi nổi thật. Được. Hợp lý anh em ơi. Wow, ngon lành cành đào luôn. Còn có cả hiệu ứng của trang bị nhá. Ổn áp phết đấy. Giống Liên Quân nhỉ. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là đi làm nhiệm vụ anh em ơi. Làm nhiệm vụ chính tuyến để có thể nhận được thêm phần thưởng anh em nhá. Bỏ qua luôn này. Rồi, chiến luôn. Wow. Nói chung là game này combat nó đỉnh cao luôn anh em ạ. Đúng kiểu là vị tướng xong dẫn cả quân đi theo nữa. Chiến nó đã thật. Bình thường nếu như mà anh em chơi mấy tựa game thẻ bài kiểu như thế này thì nó chỉ có một vị tướng đi đánh nhau thôi. Thì nhìn hiệu ứng skill các thứ nhìn cũng hay. Tuy nhiên tựa game này nó mới lạ ở chỗ là như kiểu là có cảm giác mình đang dẫn quân ra trận thật đấy. Nó hay ở chỗ đấy anh em ạ. Được phết. Ok, nếu như anh em nào chơi cái tựa game Garena cái thế tranh hùng này thì có thể để lại comment ở bên dưới cho mình biết rồi nhá. Còn video này mình dừng ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.